Good morning, everybody. Good morning. What do I hear? Good morning. Yeah. Good. Everybody. Trân trọng kính chào quý quan khách, quý vị và quý Phật tử gần xa. Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày vui của Từ Việt. Quý vị thấy bên ngoài thì mặc dù nhưng mà ráo rẽ, không có mưa, không có tuyết. Và bên trong này thì các đồng hương, các Phật tử trong những chiếc áo dài đẹp.